Thưa quý vị, người nam ca sĩ sắp bước ra đây cũng gợi nhớ cho chúng ta về cái thập niên 90 đó. Giọng hát của anh thì đã nổi tiếng từ cái thời mà Trịnh Hội còn đi học ở bên Úc. Xin quý vị trong tràng pháo tay thật lớn cho Lâm Nhật Tiến. Chào xin, Lâm Nhật Tiến xin chào quý vị các bạn. Quý vị có khỏe không ạ? Cả ngàn người dưới mình cứ làm quen mấy tên, quý vị khỏe không? There you go. Hey, what are you doing down there? Để tiếp nối chương trình, Lâm Nhật Tiến xin gửi đến quý vị một bài hát của nhạc sĩ Chu Hồ. Bài này khá mới, chắc quý vị có người biết, người chưa. Bài hát được mang tên là Tội Nghiệp Thân Anh. Rồi em sẽ đi lấy chồng, bỏ lại sông sông. Rồi em quên những chuỗi ngày mình gần bên nhau. Mùa trăng cũ cũng sẽ tàn, và mùa đông đến ngỡ ngàng một ngày em đi. Em đi về với chồng, mang theo một cõi lòng. Em đi về với chồng, bỏ quên dòng sông nhỏ tội nghiệp thân anh. Chồng bỏ lại sông sông, rồi em quên những chuỗi ngày mình gần bên nhau. Mùa trăng cũ cũng sẽ tàn, và mùa đông đến ngỡ ngàng một ngày em đi. Mang theo một cõi lòng, em đi về với chồng, bỏ quên dòng sông nhỏ tội nghiệp thân anh. Rồi em sẽ đi lấy chồng, bỏ lại dòng sông. Rồi em quên những chuỗi ngày mình gần bên nhau. Mùa trăng cũ cũng sẽ tàn, và mùa đông đến ngỡ ngàng một ngày em đi. Dòng sông nhỏ tội nghiệp thân anh. Em đi về với chồng, mang theo một cõi lòng. Em đi về với chồng, bỏ quên dòng sông nhỏ tội nghiệp thân. Xin cảm ơn rất nhiều, xin cảm ơn.